Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với hai người đồng cấp Latvia và Litva, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas khẳng định việc tăng cường sự hợp tác với các quốc gia vùng Baltic là một trong những ưu tiên trong chính phủ mới của nước này. Hôm nay chúng ta tập trung vào một trong những thách thức lớn mà chúng ta đang phải đối mặt, đó là đảm bảo an ninh năng lượng. Đây là vấn đề cần được ưu tiên. Đồng bộ hóa hệ thống điện của chúng ta với hệ thống Trung Âu thành công và hiệu quả là một trong những chủ đề đầu tiên được thảo luận trong chính phủ mới của tôi. Điều quan trọng đối với Estonia là dự án chung vùng Baltic này được bắt đầu dựa trên lợi ích chiến lược của cả ba nước sẽ tiếp tục trên tinh thần hợp tác và thống nhất. Litva gần đây đã thực hiện thành công thử nghiệm vận hành riêng lẻ hệ thống điện của nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Krišjānis Kariņš cũng vừa thông báo ưu tiên của các nước vùng Baltic là tăng tốc độ kết nối với các mạng lưới năng lượng của vùng Scandinavia và Trung Âu, đồng thời khai thác tiềm năng năng lượng gió của khu vực.